bốn người nhờ cả thứ nhì. Chào anh. Chào anh. À, Trần Trinh nha đúng không? Nhìn cái kia. Có 13 giải, có một giải con cá to nhất là tính cả người. Chào anh. Anh em là có con cá nào mà cảm thấy to nhất thì cứ đề xuất lên để cân nhá. Anh cảm ơn em. Có giải con cá to nhất. À, trong đội ban tổ chức. 30 giải, anh em cá to nhất. Đấy, anh em ai mà bắt được du thì cứ bắt thực lực. Hú vôn, anh Hải Thiên Minh. Ok, ok, có ngay, có ngay. Không tám, không tám rồi. Không tám ở bên kia. Anh Hải Thiên Minh. 40 là chỗ nào? Đây cái gần lắm. Một đi. Nó đi cắn số. 02. 02. Ôi mày quá, gần đây gần đây gần đây. Anh em không ai. Chúc mừng anh em. Ờ, cái ở đây. Số 3, Mười Cơ Thành Phát. Ôi, số 2, số 2. Số 2 rồi. Số 2 rồi. Đúng điểm câu rô đây anh ạ. Điểm đấy là chuyên rô. Số mấy? Số mấy? Em lấy mang mùi chép. Lần trước nhất. Số mấy? Số 2, số 2. Có chép không? Có chép không? Ai có chép không anh? Rô. 2, 6. Nhất đây, lần trước vừa nhất. Ui dồi ôi, mình lại mang mùi chép. Mang rô đâu? Thôi kệ cứ lấy. Ờ, chỉ biết ra đưa anh em nhé. Anh em vào đây đi. Bốc số 02 anh em ạ. 02 toàn bảo thế toàn rô. Bốc ngày số 2 anh em ạ. Mà hôm qua thì thả thêm 150 con chép. Nhưng mà mấy thổ địa bảo là ở đây lại không có chép anh em, chỉ có rô. Chứ biết thế nào. Đấy, hôm nay thì tôi lên trên này là trên Tuyên Quang em nhé. Đấy, nhân dịp kỷ niệm 2 năm shop Anh Bo Fishing, cũng là đại lý của Hồ Tô Thiên Minh. Đấy, tổ chức một cái giải chiên khách hàng thì lên đây để chủ yếu là giao lưu. Đấy, vừa rồi thì sáng dậy rất là sớm, 4 rưỡi là anh em đã dậy rồi. Đấy, bây giờ chuẩn bị ra đồ nhé. Mốc số 2 thằng nó mùi chép thì hoặc mùi rố. Cười à? Biết nên buồn hay nên vui. Bạn ngồi 40 à? Đánh rô anh chép. Ờ, lại chỗ đấy lại bảo đánh rô. Ngồi chỗ này thì nó thuộc bờ nông anh em ạ. Bản nông thì hôm qua thì chủ yếu là chủ hồ lại thả chép 150 con chép. Tuy nhiên thì chỗ này thì anh em lại bảo rô nhiều thì chúng tôi sẽ câu rô trước anh em ạ. Cái này đánh kết hợp giữa ủ rô Thiên Minh và cái Savic. Mưa này tôi sẽ cho thêm một chút rượu nhé. Tôi sẽ dùng một chút cái ủ rượu Thiên Minh nhé. Đấy. Làm sao giọt. Sẽ dùng cái đông lạnh nhé. Sẽ câu rô trước xem tình hình nào, nếu mà chép nó ăn thì lại chuyển thành một chép. Tôi sẽ đánh cái mồi tổng hợp này nhé. Đấy, vừa đánh rô nhưng vừa đánh mồi tổng hợp. Sẽ cho tăng thêm tí tôm nữa. Tôm Nhật Thiên Minh. Hả? Đấy còn rác. Còn rác thôi. Yeah. Câu anh ạ. Bây giờ là 6:30. Tôi cứ câu rô trước. Câu này thì chủ yếu là thả chép chính. Tí nữa mà chép vào thì sẽ điều chỉnh sau. Vì cái bờ này là bờ nông nhất của hồ.
hai ba cục xem tình hình là mưa gió. Hả? Ăn rồi á? Ê à? Báo cá nhá. Báo cá cho hôi xuống đây. Chép rồi nhá. Anh Dô lại ăn chép ăn nhỉ? Thôi bác ngồi. Cứ mãi nói chuyện. Bóng rồi anh ạ. Bóng rồi. Con đầu tiên đã bong rồi anh em ạ. Cứ mãi. Sao đang bị cao? Anh biết rồi. Anh cứ câu đi em đọc tín hiệu cho. Ừ. Phí quá. Em đánh gần mềm. Không sao. Chép anh ạ. Ổ này có chép. Không nhìn thấy gì nữa. Sao cao quá, cao đang tận cao mười mấy vạch ấy. Ờ. Hãy đánh nhanh lưỡi dô anh ạ. Cái này mềm quá. Đẹp rồi đấy, ba vậy. Ừ. Ăn rồi. Hả? Nó đang ăn. Ăn rồi. Ừ kìa. Ơ không được rồi. Đồi thèo nhỏ quá. Vừa rồi tôi đánh du phi anh em lên lưỡi nhỏ quá. Nên đóng thì nó bị bong. Thứ hai là trời nó lóa anh ạ, lóa nó không nhìn thấy gì. May có cameraman báo, thế chuyển sang để chép. Cá thì các ổ thì chưa lên anh ạ, nhỡ tôi bong hai con rồi. Nó lại đánh cần mềm quá, nên tôi sẽ chuyển sang đánh. Tôi sẽ chuyển cần cứng hơn chút. Cần này đánh vươn anh ạ. Nó tránh chụp 1.5. Thay đổi ngay, không là cơ hội mới đến lúc đầu thôi. Ừ, chuyển sang chép anh ạ. À, rô này lạnh không ăn. Và chỗ này thì cũng nhiều rô anh ạ. Hôm nay cũng có 1-7 rô nhưng mà chép ăn mạnh hơn. Tôi sẽ chuyển sang chép. Đấy là chép mới. Sốc rồi.
Chú bé này. Còn dâu à? Ơ chép thì lại ăn lạ thật. Ê mà dị gì. Ê vừa thay vừa chép thì dâu lại ăn. Quái lạ. Đây có chấm móm này anh ạ, dâu lại ăn. Cá ảo quá. Đấy vừa đổi vừa chép xong. Dị thật anh ạ. Đứng đây đánh dâu. Đánh chép thì dâu ăn. Rồi chấm móm cái này. Cá Tuyên Quang có vẻ cũng khó chiều phết anh nhỉ. Đấy nãy vừa đổi bộ chép xong cái dâu lên. Vâng. Ui thiếu cơ. Đấy lại đỡ này. Hôm nay đánh ở hồ nào anh? Vâng. Phê nhỉ? Vâng. Đây đánh dâu hay chép anh? À. Đây này. Anh đang lúc đấy đánh mồi dâu này thì lại chép lại ăn. Bây giờ chuyển mồi chép thì dâu lại ăn. Ờ dâu nó vẫn nhấm nháy. Ừ. Ừ nó ăn nhẹ, dâu này ăn nhẹ. Rồi, mệt quá. Trúng móm anh em ạ. Mày quá không móm mày. Mày còn móm. Mày bong mất hai con ngay từ đầu là cũng hơi run rồi đấy. À. Con đầu tiên của anh là con chép là bong đúng không? Ừ, còn con thứ hai thì cũng bong. Cho ăn tín hiệu luôn. Ôi chép đẹp lắm anh ạ. Thôi chuyển chép phải có chép chứ. Bố anh Hải đánh là đang hiện tại là đang về chép đúng không? Đầu tiên đánh rô. Đánh rô thì chép nó ăn. Xong chuyển chép thì lại bắt được con rô. Bây giờ cả đang là chép nó chuẩn hay quá. Báo cáo ô số 1. Cẩn thận. Ui
Hay quá. Đấy là hay quá, hay quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đánh đồ to ấy. Ôi ôi. Mày đánh đồ to ấy không kìa. Gặp anh thì đứt rồi đấy. Anh đánh thẻo. Cá cũ, cá cũ. Chép rồi, chép rồi, chép rồi. Con này con chép. Chép khỏe chưa? Đông đô đông sóc thì nó cũng chạy khỏe mà. Ây trời ạ. Ô, mắc cái. Đình Tuấn nha. Đẹp 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 gỡ nhá. Ok. Chép bé quá. Ủa chép đẹp thật. Chép này chép cũ. Ba con này. Trời mưa này. Ba con này mừng lắm rồi. Ông Hảo ông cũng được không? Tí nữa, tí nữa. Cá đang ăn giờ tầm này không đói nữa. Chuyển bộ chép mới cái chép cuốn ngay nay chỗ này thì câu rô đẹp nhưng mà mưa quá, nơi thứ hai là cái lượng rô nay lạnh nó ăn chậm hơn. Ui giời ơi tụt bất hình rội quá. Ừ vừa tụt mà anh đánh vội quá. Úi dồi ôi, biết thẻo rồi, khả năng biết thẻo, biết ngay mà. À tuột, tuột, bong. Đóng cá rồi chứ. Yeah.
Dô à? Dô ăn mồi chép à? Đánh mồi chép dô vào phá hổ rồi. Cá Tuyên Quang lạ lắm nhá. Đánh mồi dô thì chép ăn. Chuyển chép thì dô ăn. Không, cô bảo là hôm nay đánh mồi ủ tổng hợp. Nên nó vào. Dô này được khoảng 8 lạng nhỉ? Một cân. Hai con dô này khéo không bằng con chép của em. Đúng không? Mà dô này đánh thì sướng này. Đánh thì nó cuốn. Ơi. Trời ơi, đang vừa nói vắt chuột chảy con này. Vẫn thua thằng em bên cạnh. Em Nam. Em Nam cá chép nó to. Này bong nhiều quá, lúc sáng em không nhìn thấy. Không nhìn thấy phao nó lóa. Lại đèn. Quanh như vẫn còn cái mình chép thì phải lì nó hơn tí, kệ cho nó ăn dứt điểm vào mồm này. Bây giờ lúc nó đi qua nó quẩy một cái là phao mình nó cũng còn nhạy, nó nhúi một tí, anh em giật thì có thể là trượt hoặc có thể là đóng vào người. Khi đóng vào người thì nó sợ nó hoảng chạy thì nó như mất ổn. Tạo ổn lại từ đầu. Dù dù là được kiểu may mắn khỏe thế. Lấy biết ngay là dù. Đoán là con dô nên gẩy nhẹ phát là nó bục vào mặt. Cứ nho nhặt đấy ạ. Dô ấy mẹ, dô lúc đấy nó nhún. Anh đoán là dô nên kích một phát là nó bập luôn. Nam ơi, có lấy thêm khăn để lau mặt không? Em có 3 cái khăn đấy rồi, ướt hết rồi. Vừa bắt nước đấy rồi. Anh Hải bắt lên mặt rồi à? Đâu, anh ba con rô đấy bằng con chép của nó. À, nếu mà tính về cân thì khéo anh vẫn thua. Tính cân là vẫn thua đấy. Đấy, bây giờ mà lên con nữa là đè anh ngay. Anh rô phi thì nó nhẹ. Tâm chân phao à? Dạ. Tâm chép hay tâm dô? Tâm chép. Tâm chép à? Cả bãi luôn. Ờ. Hào. Đấy chưa? Hơn người khác là soi được cổ. Đấy, tận thế ở cái chỗ này á. Ừ. Như này thì đến tâm được rồi. Em siêu rồi. Cái quả này á, có mà 30 mét vẫn soi rõ. Anh em nhá, anh em mà muốn nhìn rõ thì cứ mua thêm bộ đồ nghề quay phim để soi tâm. Đây. Dính rồi, lại dính rồi. Qua để chép rồi anh ạ, không phải vô đâu. Chép rồi. 100% nặng như thế này là chép rồi. Nặng như này là chép chắc rồi. Không phải vô. Ui. Nam ơi, nếu mà chạy sang thì nhắc cần nhé, vô. Chắc. Ui, đánh thẻo 1.2 thôi. Ui, thế này cơ mà. Ừ. Đánh rô thì ăn chép một chép.
các người lấy mấy cái cánh cho ta một cái vẻ rẻ hơn là một cái khác. Không bật khỏe chứ, khá khỏe chứ, khỏe thật, cả khỏe lắm, khỏe. Nó phải ngớp kì chưa, nó phải ngớp mặt đấy, cũng về nhường một tí nữa, cua luôn, chảy bao giờ, vậy thì thôi. Hiếu ơi, thiên âm với nào ấy, đúng rồi, thiên âm đánh nó dịu lắm. Hiếu ơi, cần thiên âm mà. Có cá về lắm, cần thiên âm. Anh ấy bắt chép. Ôi cá. Khỏe nha. Xít cả con mặt. Wow. Khỏe chưa? Bắt cá như này mới sướng. Cá Tiên Quang khỏe thật. Thấy ở cái tay. Ôi con chép bé mà chạy lên. Bé chạy khỏe. Con này được 2 cân chứ mấy. Cơ mà anh đánh đồ nhỏ, nên ra là bo. Cái cần này nó giữ. Ừ, nó giữ cá. Cái bò thế cơ mà. Ừ. Anh ấy thật đây đây, lúc đấy đánh vừa chép thì rô nó ăn. Giờ vừa chuyển rồi rô cái lại chép lại ăn. Trong máy còn non lỏ. Nó còn nó phải ở đâu đấy. Kinh sướng vương là cái màu nó vàng vàng, nước vàng vàng ấy. Đây này, trông giống cái lọ kia của anh kìa. Đấy. Này, vàng đây này. Đấy. Đây. Đâu? Giờ cái nắp cho anh xem nào. À giờ cái lọ này cho anh xem nào. Con dừa là màu trắng. Cái chữ này, nó có cái chữ này, chữ vương này này. Đây đây đây. Có chứ, như là được giải khuyến khích mà. Đỡ luôn này. Nước nó màu vàng đúng là màu như màu trứng sữa ấy. Cái gì ở đâu nhỉ? Con nó lại đây nhỉ? Lại bắt rồi. Em thử tìm ra con năm lọ thì ở đâu đấy. Ta biết là mình xem hết ta kệ rồi mà đúng không? Đây. Ca lắm. Em thử tìm cho nó. Tiếng này kịp mặt. À là có tín hiệu. Ôi con này có to. Con này được hơn cân. Hơn cân. Ngon luôn. Xanh rồi. Đấy chứng tỏ là chuyển vô rô là rô ăn thật. Không phải là lúc nãy chẳng qua là rô nó nằm ở ổ. Nhưng mà kiểu mùi chết là nó ăn chậm hơn. Chuyển sang màu đấy. Đúng vị của nó là đấy, nó đúng rồi. Ừ. Ui, được. Có rô. Ồ, đây có rô. Đây, đỡ luôn. Đã biết được, rô mà nó đang nằm đấy mà. Ừ. Mà nó đến đà nó ăn. Đại bạc luôn. Bắp xuống. Rồ. Này có ai giờ lại bắt rồi. Chép lại, ơi, chép, là chép, lại ơi, chép. Chép ơi. Ui một con này vào 4 con rồ. Đừng có đùa với anh. Đừng có đùa với anh Tuấn. Ôi vừa trên này bắt đầu cá ăn đều rồi. Cá bắt đầu vào ăn rồi. Ngớt vừa một cái nhỉ. Trời nó sáng lên một cái. Hay quá anh Tuấn ạ. Áo thủ chết chưa, lại vào 4 con rô rồi. 8 bằng, con rô. 8 con rô rồi. Làm sao tự tin được, cái rô này nó bé. Đùa. Đừng đùa. Mà chép anh này chép bé, chép được cân hơn cân rưỡi 2 cân. Ăn đều lắm. Đúng rồi. Nhắc ăn đều lắm. Nhắc ăn đều ấy là. Mà chỗ anh Tuấn toàn rô to, à toàn chép to luôn. Hết vị đấy, đừng đùa. Chết mà nó cũng không ra quả ăn đâu. Chết đi bác. À. Nguy hiểm lắm. Ông nói em hỏi cái bộ tống cân này bên mình ở Trung Giang không nhỉ?
không phải nó có mấy cả. Lại gấp luôn anh em ạ. Phát là chim thì em phát là chim. Đây. Con chép rồi, con chép rồi. Tầm nó như thế mà. Chép chép. Chào mọi người nhá. Lại tiếp tục cuộc hành trình. Anh vừa đi ăn mì về. Em vừa mới sạc pin được máy của em được một ít. Có được ra khỏi chỗ? Được anh. Được ra khỏi chỗ nhưng mà không được cái bất động thôi. Sorry anh Tuấn nhá. Cứ thoải mái đi. Cứ vướng vào dây cái này thao thụt là giật thôi. Lại là tiếp tục anh Hải Thiên Minh nhá mọi người nhá. Không lại vừa được bắt mì hao mất nửa bát rồi. Vậy mà đã bảo của đồ phú cái cá khỏe. Ôi giời ơi, công nhận ăn cháo bánh mì cái giọng nó đỡ mệt hơn. Cá mình cá bé. Nhưng mà cá này cá bé nhỉ? Anh Tuệ nhá. Vâng, vẫn mưa anh Tuấn ơi. Trung ơi. Bây giờ như chú Tuấn là có việc phải về gấp công việc. Thì đánh hay được không hay là như nào? Còn khoảng 1 tiếng hơn tiếng tí. 1 tiếng 10 phút. Đấy rồi. Bảo lưu thì chắc chắn là vẫn sẽ bảo lưu rồi. Sáng thông báo nó bảo lưu. Thôi. Công việc của chú ấy gấp thì là nếu mà mỏng mất. Mỏng mất. Báo trên loa thì sáng. Việc gấp được tay người. Thì quá. Con đấy chép tỏ. Chạy căng quá. Hôm nay bắt con khoảng 3-4 cân là khó lắm, không kịp. Còn 2 cân khó. Đấy anh ơi, nó nhào đấy. Úi dồi ôi, vòng rồi. Đèn thế. Không, ngày thằng em này nó 5 con. Ông được mấy con chép? Hả? 4 con chép. 3-4 con thì đấy nhưng mà chép bé lắm. Ừ. Đúng rồi. Hết giờ. Mày quá, hết giờ rồi. Anh bong nhiều quá. Bẩn mệt. Qua nhậu xong là kiểu câu ham câu ấy còn mệt cái kiểu dòng cá nó chỉ cần lỡ cái là đấy chứ con kia chạy lỡ phát là mất. 2-3 lượt. Thế này rượu ngon, đồ ăn ngon và gái đẹp. Anh Tuấn là nhất thì ăn luôn thật. Đàn anh ăn giúp bé tí, bé lắm. Ôi, cái gì? 9365. Thế thì nhất rồi.
Em đây khoảng 7 cân. Cái mới tí. Nặng nhở, cá to nhở. Cá này nhìn được thế thôi. 93 là trừ đi dọ là còn 8 cân mấy, tức là mỗi con khoảng hơn 2 cân. Ok, để em nhấc đây. Ở đây cân thủ không phải nhấc. Ừ. Ôi, không thua rồi. Mấy con rô vậy? Nhà anh em xem cân nhá. Mấy con rô à? 4 con rô cơ mà. Con lại còn 4 rô to nữa, thế khả năng ăn à? Nhá, anh Hải nhá. Ờ ok. Nhất. Cân là 11 cân. 12 cân. 11 mấy. Mấy cân rồi. Cứ để cho nó chốt đi em, cứ quan trọng là 5 5 con kia kìa. Một một sáu ba không. Chị phải ghi như thế, 11630. Bốn rô bốn chép à? Số lượng thì không đọ được rồi, nhưng mà chỉ sợ nam cá to hơn thôi. Chuẩn. Rồi, ok rồi. Cá to nhờ. Anh em mình đọ với nhau thôi. Mỗi con 2 cân 7 là có phải là 12 cân không? Đúng không? Đấy nhá. Cân anh em ok. Nam khả năng nhất. Nam nhất. À không biết được, không biết được. Bao nhiêu? Không biết được. Khoan từ từ bình tĩnh để cho được. Chốt. 1157. Hơn 7 gam. Hơn đúng 7 gam. Làm mày bắt tay cái. Anh em mình sát được sàn theo luôn. Ừ. Mình là 1163, ông là 1157, kém đúng 6 gram. Khả năng là mình hơn cái vẩy. Anh 8 con mà được có bằng đấy nhở? Số lượng gì nhất rồi. Ok anh em ạ, thế là có giải mang về rồi. Anh Tuấn này, em hơn đúng 6 gram. Thế là hên rồi, vui. Hôm nay bong nhiều quá anh em ạ. Này nhất là lúc buổi sáng là nó bị lóa, thế là không nhìn thấy phao. Hay quá. Nào 1 2 3 ok ạ. Rồi. Giải nhất là anh Hải Thiên Minh ạ. Ê. Hôm nay mang đồ về đúng rồi đi. Anh em mình rồi, cảm ơn anh. Ok, thì cho bên này hả? Ok, có nhiều quá. Đây con này. Rồi. Cho bên này các bạn ơi. Ok ok. Anh Hải hạ xuống một tí. Đây đây. Ok. Rồi. Cảm ơn anh nhá. Rồi, cảm ơn. Bây giờ là con mua quà của anh nhiều cho giải nhiều thứ nhất. Rồi. Em có rồi, bây giờ em sẽ bóc ra. Anh có ý kiến này tí. Thứ nhất là anh có muốn là cúp thì là ok rồi, sẽ mang về, nhưng mà riêng cần này thì lại bốc thăm lại cho anh em ạ. Xin chia sẻ anh em là sẽ nhờ ban tổ chức bốc thăm lại cái cần này cho những tất cả anh em còn lại. Có nghĩa là có giải nhì ba tư rồi là vẫn bốc đúng không ạ? Bốc hết. Ai cái này là may mắn mà đồng nghĩa. Trừ anh Hải bên đây. Anh bên đây số là 2 này. Bỏ số 2 ra. Chung bốc của anh ấy. Nó nhỏ lắm. 8 này. Có một quả thôi. 10 này. Số nào được chưa đây? Em ơi cứ cho hết vào đi, cho hết vào đi. Ờ không sao đâu. Dạ. Em bốc nha, em bốc nha. Em bốc. Được. 4. 26. Cái này mà cái này là 2 triệu 2. Đấy. Đẹp nhỉ. MC Phục Ma Cầm Long. 36. Sai 63. 38. 40 nhá. Rồi. Đấy, 2 triệu 2 đấy đúng không? 2 triệu 2 đấy. Và bây giờ sẽ bốc thăm xem ai may mắn nhá. Anh giấu nhá, phải giấu lúc. Nặn à? Nặn. Số 1 anh ạ. 25. Đầu này thì là... Thôi đầu này tôi biết là ai rồi. Đầu này ông nhỏ. Đuôi là 3. Có số 3 đầu tiên. 13. 13, 23. Có số 3 đầu tiên. 33. 33. Đầu cũng 3 luôn. 33. Ôi. Xin chúc mừng anh em 33. Có số 33. Đúng đuôi số điện thoại luôn. Uống. Số 33 là của ai nhỉ? Về rồi, bốc lại. Thì
xin xin chia buồn anh Mua đúng không, và chúc mừng anh em còn lại. Còn lại nhá, lại nhá. lại là lại. À, số đầu là số 1. Anh ơi. Là số 1. Số đuôi là to nhất. 19. Xin chia buồn anh em số 19 nhá. Ơi anh em. Anh em hôm qua giao lưu nhiều thì có vẻ có nhiều tình cảm với nhau. Rồi, em xin tặng lại anh. Rồi, cảm ơn em nhé. Quà đấy. Bây giờ nhân con này lại nhân lên tặng lại. Rồi, xin chúc mừng anh em nhé. Thôi cái này quan trọng hơn. Cái này mang về đấy, đừng cho đấy. Ừ, không cái này thì không kể. Hay là gửi đấy. Không chín. Về rồi. Về rồi.